Thầy xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên thực hiện. Tiết học hôm nay thầy rất vui lại tiếp tục đồng hành với các em qua bài học Mạch RLC mắc nối tiếp. Phần thứ nhất, thầy cùng các em hệ thống lại kiến thức cơ bản. Như các em đã biết, mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở R thì điện áp hai đầu phần tử R luôn cùng pha với dòng điện Y. Và khi đó, cường độ dòng điện hiệu dụng được xác định bởi công thức Y hiệu dụng bằng UR hiệu dụng chia R. Còn đối với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, thì điện áp hai đầu phần tử L luôn nhanh pha hơn dòng điện Y một góc pi trên 2. Lúc đó, cường độ dòng điện hiệu dụng được xác định Y hiệu dụng bằng UL hiệu dụng chia ZL Trong đó ZL gọi là cảm kháng Được xác định bởi công thức ZL bằng omega nhân L Còn nếu mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện Thì điện áp hai đầu tụ điện luôn chậm pha hơn dòng điện Y một góc pi trên 2 Và cường độ dòng điện hiệu dụng được xác định bởi công thức Y bằng UC hiệu dụng chia cho ZC Trong đó ZC được gọi là dung kháng được xác định bởi công thức ZC bằng 1 trên omega C. Vậy vấn đề đặt ra là nếu thầy ghép 3 phần tử R, L, C nối tiếp với nhau thì mối quan hệ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện Y quan hệ như thế nào? Thầy xét mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. Trong đó phần tử R và phần tử L nối với nhau thông qua điểm M phần tử L và phần tử C nối với nhau thông qua điểm N. Thầy đặt một điện áp xoay chiều U nhỏ bằng U0 nhân cốt của omega T cộng phi U vào hai đầu A và B của đoạn mạch RLC. Các em lưu ý U người ta gọi là giá trị tức thời của điện áp. U0 là giá trị cực đại của điện áp. Nếu thầy lấy giá trị cực đại chia căn 2, thầy được giá trị hiệu dụng của điện áp. Như vậy, đối một đại lượng xoay chiều thì sẽ tồn tại ba đại lượng vật lý tương ứng. Đó là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng. Các em cần lưu ý. Lúc này, trong mạch xuất điện một dòng điện xoay chiều Y bằng Y0 nhân cốt của omega t cộng phi Vậy quan hệ giữa U0 và Y0 như thế nào đây? Chúng ta có điện áp hai đầu đoạn mạch là U tức thời hai đầu đoạn mạch bằng U tức thời trên phần tử R cộng với U tức thời trên phần tử L cộng với U tức thời trên phần tử C. Bốn đại lượng U, UR, UL và UC có tính chất xoay chiều hay có thể biểu diễn bởi các hàm điều hòa mà như các tiết học cơ, các em đã biết rồi một đại lượng biến đổi điều hòa có thể biểu diễn bằng một vectơ quay. Vậy thầy biểu diễn bốn đại lượng này bằng bốn vectơ quay. Vectơ quay thứ nhất là u hiệu dụng hai đầu đoạn mạch. U hiệu dụng trên phần tử R, u hiệu dụng trên phần tử L và u hiệu dụng trên phần tử C. Thầy cần sử dụng giản đồ vectơ để thầy tổng hợp ba vectơ là UR, UL và UC. Trong trường hợp mạch có tính cảm kháng, có nghĩa là ZL lớn hơn ZC. Lúc này thầy sẽ tổng hợp được giản đồ vectơ như hình 1. Thầy chọn trục OI là trục nằm ngang. Lúc này vectơ UR sẽ cùng pha với vectơ I. Vectơ UL sẽ nhanh pha hơn vectơ I một góc pi trên 2. Vectơ UC chậm pha hơn vectơ I một góc pi trên 2. Vì mạch có tính cảm kháng nên vector UL có độ lớn lớn hơn độ lớn của vector UC. Vậy hai vector UL và vector UC tổng hợp chúng ta sẽ được vector ULC cùng hướng với vector UL. Vector U của hai đầu đoạn mạch sẽ bằng tổng hợp của vector UR và vector ULC. Và chúng ta được vector U lệch với phương của vector Y một góc là phi. Nếu trường hợp mạch có tính dung kháng Có nghĩa là ZL bé ZC Thì thầy tổng hợp được Các vector như hình 2 Các em quan sát Và trong hai hình này Thì thầy luôn thu được kết quả là U hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bình phương Sẽ bằng U hiệu dụng trên phần tử R bình phương Cộng với UL trừ UC tất cả bình phương Và từ đây thầy sẽ tính được độ lớn của U của hai đầu đoạn mạch đấy chính là U hiệu dụng. Khi tính được U hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, chúng ta tiếp tục tính tổng trở của đoạn mạch Z bằng căn bậc 2 của R bình phương cộng với ZL trừ ZC tất cả bình phương. Các em áp dụng định luật ôm, chúng ta sẽ có là Y hiệu dụng của đoạn mạch sẽ bằng là U hiệu dụng hai đầu đoạn mạch mà chia cho tổng trở Z về độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện chạy trong mạch phi sẽ bằng phi u trừ phi các em lưu ý là phi phải bằng phi u trừ phi nhiều bạn học sinh nhớ nhầm là bằng phi trừ phi u thì kết quả của các cái bài toán sẽ không được còn đúng nữa trong đó phi được xác định bởi công thức tang phi bằng đối trên kề các em quan sát tam giác vuông này như vậy tang phi sẽ bằng đối đối chính là UL trừ UC trên cho kề, kề chính là UR. Và các em có thể biến đổi về công thức là tang phi bằng ZL trừ ZC trên R. Nếu ZL lớn hơn ZC thì lúc đó phi lớn hơn 0. Người ta nói rằng là U nhanh pha hơn Y một góc phi. Hay nói cái khác là Y trễ pha hơn U một góc phi. Lúc này mạch có tính cảm kháng trong trường hợp ZL bé ZC thì phi bé không người ta nói rằng là u trễ pha hơn y một góc phi hay nói khác là y nhanh pha hơn u một góc phi lúc này mạch có tính dung kháng nếu đặc biệt bài toán cho ZL bằng ZC thì lúc này phi bằng 0 người ta nói là u và y cùng pha nhau chúng ta quan tâm đến một hiện tượng đặc biệt trong mạch RLC đó chính là hiện tượng cộng hưởng Điều kiện của hiện tượng cộng hưởng đó là ZL bằng ZC. Mà ZL thì bằng omega nhân L, ZC thì bằng 1 trên omega C. Kem biến đổi được biểu thức là omega bình L nhân C bằng 1 hay nói khác là omega bằng 1 trên căn LC. Đây chính là điều kiện cộng hưởng. Khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì kèm theo nó là các hệ quả. Hệ quả thứ nhất đó là dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại IMAX. Hệ quả thứ hai đó là tổng trở của đoạn mạch đạt giá trị cực tiểu bằng R. Hệ quả số 3 đó là U hiệu dụng hai đầu đoạn mạch cũng chính là U hiệu dụng trên phần tử R. Hệ quả thứ tư đó là U và Y cùng pha với nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu một bài tập minh họa sau. Đề bài của bài tập minh họa cho mạch điện gồm 3 phần tử RLC mắc nối tiếp, biết R bằng 10 ôm, L bằng 0,1 trên pi Henry, C bằng 10 mũ trừ 3 trên 2 pi Fara. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều U bằng 60 căn 2 cốt của 100 PT cộng pi trên 3. Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch. Các em suy nghĩ. Đối với bài toán này, thầy có thể sử dụng hai phương pháp để hướng dẫn cho các bạn cách thứ nhất Chúng ta sử dụng các công thức đại số truyền thống Đầu tiên các em tính cảm kháng ZL ZL bằng omega nhân L Omega chính là 100 pi có trong phương trình của điện áp L theo bài toán cho là L bằng 0,1 trên pi Henry Vậy các em thay số sẽ được kết quả là 10 ohm Tiếp theo các bạn tính dung kháng ZC bằng 1 trên omega C Omega của chúng ta là 100Pi, C là bằng 10 mũ trừ 3 trên 2Pi, các em thay số sẽ được ZC bằng 20 ohm. Từ đó các em tính được tổng trở của đoạn mạch Z bằng căn bậc 2 của R bình phương cộng ZL trừ ZC bình phương, và em tính ra được 10 căn 2 ohm. Giá trị cực đại của dòng điện Y0 bằng U0 chia Z, U0 là bằng 60 căn 2, chia Z chúng ta đã tính bằng 10 căn 2. Vậy các em sẽ được kết quả là 6A. Tăng phi bằng ZL trừ ZC C trên R, các em thay số sẽ được âm 1. Các em bấm ship tăng sẽ ra được phi bằng trừ pi trên 4. Mặt khác, phi sẽ bằng phi U trừ phi. Phi U chính là pi trên 3. Trừ cho phi chính là trừ trừ của pi trên 4. Các em sẽ được kết quả là phi bằng 7 pi trên 12. Vậy biểu thức của dòng điện Y chạy trong mạch là Y bằng 6 cốt của 100 pt cộng 7 pt 12. Ngoài ra, các em có thể sử dụng phương pháp thứ hai đó là sử dụng máy tính cầm tay. Đầu tiên các em cài đặt cho máy, đó là các bạn bấm mốt 2 sẽ đưa về hệ số phức, sau đó bấm ship mốt 4 sẽ đưa về hệ đơn vị radian. Các em có thể nhập các dữ liệu Y bằng U chia Z phức Các em lưu ý lúc này Y bằng U chia Z phức Trong đó Z phức sẽ bằng R Cộng với ZL nhân với Y Trừ đi ZC nhân Y Và em lưu ý cho thầy là Y ở đây và Y ở đây khác nhau Y ở đây chính là dòng điện chạy trong mạch Còn Y ở đây chính là số ảo Các bạn lấy từ trong máy tính bằng cách là bấm Shift N Thì sẽ ra số ảo Y Vậy các bạn sẽ nhập số như sau Đầu tiên, các em nhập số cho điện áp U chính là 60 căn 2 móc của pi trên 3. 60 căn 2 móc của pi trên 3. Chia cho Z phức, Z phức chính là R bằng 10. ZL là bằng 10 nhân với số ảo y và trừ đi ZC là 20 nhân số ảo y. Các em bấm ship 23 bằng kết quả của màn hình máy tính chính là 6 móc của 7 pi trên 12. Giờ chuyển sang các câu hỏi vận dụng. Câu hỏi số 1. Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có UR bằng UC bằng 0,5 UL. So với cường độ dòng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch này A. Trễ pha pi trên 2 B. Sớm pha pi trên 4 C lệch pha pi trên 2 và D sớm pha pi trên 3. Các em có UL trừ UC sẽ bằng 2 UR trừ đi UR. Vì sao như vậy? Các em dựa vào mối quan hệ của bài toán đã cho. Vậy UL nhìn vào mối quan hệ này các em sẽ suy ra được là UL sẽ bằng 2 lần U Vậy thì 2 U R trừ U R các em sẽ được U trừ U C sẽ bằng U Mặt khác công thức tang phi sẽ bằng U trừ U C trên U Các em thay là U trừ U C bằng U vào. Thì các em sẽ được tang phi bằng 1. Vậy lúc này phi sẽ bằng pi trên 4 radian. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. ta chuyển sang câu hỏi số 2. Đặt điện áp xoay chiều U bằng U căn 2 cốt của 100 pt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết rằng omega bằng 1 trên căn LC tổng trở của đoạn mạch bằng A R B 3 R C 0,5 R và D 2 R. Các em chú ý công thức omega bằng 1 trên căn LC gợi chúng ta điều gì? Các em nhớ rằng đây chính là điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra. Vậy khi omega bằng 1 trên căn LC thì tổng trở đạt giá trị cực tiểu trong phần lý thuyết. Thầy đã nhắc cho các em. Và lúc này Z sẽ bằng là R. Vậy đáp án chính xác là đáp án A. Ta chuyển sang câu hỏi số 3. Đặt một điện áp xoay chiều U bằng 200 căn 2 cốt của 100 ti. Vào hai đầu đoạn mạch gộp điện trở R bằng 100 ôm. Cuộn dây thuần cảm có L bằng 1 trên pi Henry mắc nối tiếp với nhau. Cường độ hiệu dụng trong mạch này là A. căn 2 A. B. 2 căn 2 A. C. 2 A và D. 1 A. Các em lưu ý, bài toán này mạch chỉ có hai phần tử, đó là R và L quyết đi phần tử C. Ta sẽ có cảm kháng ZL bằng omega nhân L và em thay số vào, omega chính là có trong phương trình 100 pi. L bài toán cho là 1 trên pi Henry, vậy các em được kết quả là ZL bằng 100 ôm. Mặt khác, cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch I hiệu dụng sẽ bằng U hiệu dụng của hai đầu mạch chia cho tổng trở Z và bằng u chia căn bậc 2 của v mạch chỉ cho hai phần tử đó là r và l khuyết phần tử c vậy thì công thức tổng trở z sẽ bằng căn bậc 2 của r bình phương cộng với zl bình phương các em thay số sẽ được kết quả là y hiệu dụng sẽ bằng căn 2 ampe vậy đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án a các em chuyển sang câu hỏi số 4. Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R bằng 8 căn 3 ôm, cuộn dây có độ tự cảm L bằng 3 trên 10 pi Henry và điện trở R nhỏ bằng 2 căn 3 ôm. Tụ C có điện dung C bằng 10 mũ trừ 3 trên 2 pi fra. Mắc nối tiếp với nhau. Đặt điện áp U bằng U0 cốt 100 pi T vào hai đầu đoạn mạch tính tổng trở của đoạn mạch A 20 căn 7 ôm, B 20 ôm, C 10 căn 2 ôm và D 30 ôm em lưu ý nếu câu hỏi số 3 người ta làm khuyết đi phần tử C thì đối với câu hỏi số 4 thì em lưu ý cuộn cảm này là cuộn cảm không thuần cảm nên có chứa điện trở R nhỏ bằng 2 căn 3 ôm. Vậy công thức tính trồng trở của đoạn mạch lúc này là công thức nào đây? Đầu tiên các em cũng phải đi tính ZL bằng 30 ôm, ZC bằng 20 ôm. Lúc đó tổng trở xác định bởi công thức căn bậc 2 của R lớn cộng R nhỏ tất cả bình cộng với ZL trừ ZC tất cả bình. Và các em thay số sẽ được đáp án là 20 ôm. Với đáp án đúng của câu hỏi số 4 là đáp án B. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 5. Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm điện trở R lớn bằng 10 ôm. Cuộn cảm thuần L bằng 5 mH và tụ điện C bằng 5 x 10 mũ trừ 4 phara. Lấy pi bình bằng 10, xác định tần số của dòng điện để có hiện tượng cộng hưởng. A. 150 Hz B. 100 Hz C. 50 Hz Và D. 75 Hz Các em nhớ lại điều kiện cộng hưởng. Trong phần lý thuyết thầy đã nhắc cho các bạn đó là điều kiện cộng hưởng đó là omega bằng 1 trên căn LC, từ đó chúng ta suy ra được tần số f sẽ bằng 1 trên 2 pi căn LC. Ta thay số vào. Và các em phải lưu ý L người ta cho là 5 milli Henry, các em phải đổi về đơn vị Henry. 5 milli Henry sẽ bằng 5 x 10 mũ -3 Henry. Các em thay vào đây. C bằng 5 x 10 mũ -4 farad. Và chúng ta sẽ được kết quả là tần số F bằng 100 Hz. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Thầy cùng các em chuyển sang câu hỏi số 6. Đặt một điện áp xoay chiều U bằng 200 căn 2 cốt 100 PT. Vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là căn 2 A. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là. 200 ohm và 100 ohm. Giá trị của R là A 50 ohm, B 400 ohm, C 100 ohm và D 100 căn 3 ohm. Chúng ta có cường độ hiệu dụng chạy trong mạch sẽ bằng U hiệu dụng hai đầu đoạn mạch mà chia cho tổng trở Z Tổng trở Z sẽ bằng căn bậc 2 của R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình. Theo đề bài, Y hiệu dụng sẽ bằng căn 2 A. U hiệu dụng của chúng ta chính là 200 căn 2 chia căn 2 sẽ được 200 V. Vậy các em thay số. Căn bậc 2 của R bình phương cộng với ZL trừ ZC tất cả bình ZL là bằng 200 trừ ZC là 100 vậy chúng ta sẽ được là 100 bình phương. Phương trình này là phương trình một ẩn. Vậy từ đó chúng ta giải phương trình một ẩn này suy ra được R bằng 100 ôm. Vậy đáp án đúng của bài toán là đáp án C. Các em chuyển sang câu hỏi số 7. Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R lớn và cuộn cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz, biết điện trở R bằng 25 ôm. Cuộn cảm thuần có L bằng 1 trên pi Henry để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha pi trên 4 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là A. 125 ôm, B. 150 ôm, C. 75 ôm và D. 100 ôm. Các em lưu ý dữ kiện đó là điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn pi trên 4 so với cường độ dòng điện. Vậy lúc này góc phi sẽ là bằng pi trên 4 hay là bằng trừ pi trên 4? Đầu tiên, các em sẽ tính tần số góc cho thầy, omega bằng 2 pf Bài toán cho f bằng 50 hz, vậy chúng ta sẽ có omega bằng 100 pi radian trên dây tiếp theo ta sẽ tính cảm kháng ZL bằng omega nhân L. Omega bằng 100 pi, L bài toán cho bằng 1 trên pi Henry. Vậy các em được kết quả là ZL bằng 100 ohm. Chúng ta có công thức tan phi bằng ZL trừ ZC trên R. Và phi lúc này bằng âm pi trên 4. Vì sao như vậy? Vì đề bài cho là điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha. Như vậy trễ pha hơn nên là phi phải bằng một giá trị âm nhanh pha thì phi là một giá trị dương. Vậy các em thay số vào. Phương trình này chỉ còn một ẩn đó chính là ZC. Vậy các em sẽ tìm được ZC bằng 125 ôm. Vậy đáp án đúng của bài toán là đáp án A. Giờ chuyển sang câu hỏi số 8. Đoạn mạch có 3 phần tử R, L, C mắc đối tiếp. Biết R bằng 40 ôm, Omega L bằng 30 ôm. 1 trên omega C bằng 30 ohm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp U bằng 120 căn 2 cốt 100 PT. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch là A. Y bằng 3 căn 2 cốt của 100 PT trừ P trên 2. B. Y bằng 3 cốt của 100 PT trừ P trên 2. C. Y bằng 3 cốt của 100 PT. Và D. Y bằng 3 căn 2 cốt 100 PT. Các em để ý, omega L chính là cảm kháng ZL. 1 trên omega C chính là dung kháng ZC. Các em có nhận xét quan trọng của bài toán đó là ZL bằng ZC. Vậy thì ZL bằng ZC chính là điều kiện để hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra. Lúc này dòng điện hiệu dụng trong mạch được xác định bởi công thức U chia cho R U hiệu dụng của chúng ta chính là bằng 120 căn 2 chia căn 2 sẽ được 120V R của chúng ta chính là bằng 40 ω và các em thay số sẽ được Y bằng 3A Y bằng 3A thì Y0 của chúng ta sẽ là bằng 3 căn 2 Vậy ở đây chúng ta có hai đáp án A và D là có Y0 bằng 3 căn 2. Mặt khác, khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì U và Y cùng pha. Do đó, phi U phải bằng phi ở đề bài thì phi U bằng 0. Chính vì vậy nên là chúng ta suy được phi bằng 0. Vậy đáp án đúng của bài toán chính là đáp án D. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 9 đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử RLC lần lượt là 30V, 50V và 90V. Khi thay tụ C bằng tụ C' để mạch có cộng hưởng điện xảy ra thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng A 50V, B 70 căn 2V, C 100V và D 100 căn 2V. Các chú ý. Bài toán cho UR lớn bằng 30V. UL bằng 50V và UC bằng 90V. Vậy đã cho ba đại lượng này chúng ta sẽ liên hệ với công thức nào đã học? Ta sẽ có U hiệu dụng hai đầu đoạn mạch sẽ bằng căn bậc 2 của UR bình phương cộng với UL trừ UC tất cả bình và các em thay số sẽ được 50V. Mặt khác khi thay tụ C bằng tụ C phẩy thì mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Vậy chúng ta sẽ có lúc đó U hai đầu đoạn mạch chính bằng U trên phần tử R. Vậy thì UR sẽ bằng 50V như kết quả chúng ta vừa tính. Vậy đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án A. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 10. Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm điện trở R bằng 10 ôm, cuộn thân cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều U bằng 100 căn 2 cốt 100 PT thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch một góc pi trên 4 radian. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch A. À, y bằng 10 cốt của 100 PT trừ pi trên 2. B y bằng 10. C y bằng 10 cốt của 100 pt trừ pin 4. D y bằng 10 căn 2 cốt của 100 pt. Các em chú ý trong mạch sẽ xuất hiện một dòng điện xoay chiều nên đáp án B là một đáp án sai. Theo đề bài u sớm pha pi trên 4 so với dòng điện. Nên góc phi của chúng ta phải là mang giá trị dương, phi phải bằng pi trên 4. Chúng ta sẽ có công thức tang phi bằng zl zc trên r và chính bằng tang pi trên 4, chúng ta sẽ có kết quả bằng 1. Suy ra zl zc bằng r bằng 10 ôm. Từ đó, chúng ta sẽ tính được tổng trở Z bằng căn bậc 2 của R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình. Các em thay số sẽ được 10 căn 2 ôm. Từ đó, chúng ta tính được giá trị cực đại của cường độ dòng điện I0 bằng U0 chia Z và bằng 10 A. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Như vậy, thầy và các em đã hệ thống lại kiến thức cơ bản của mạch điện RLC. Và chúng ta đã giải quyết được một số bài tập cơ bản. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.